Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì đây sẽ là một video clip dành cho tất cả các bạn hoặc là tất cả các phụ huynh trước khi gửi con em mình theo học khóa học của thầy giỏi tại DALS Academy, right? Thì đầu tiên các bậc phụ huynh phải xác định là khi các bậc phụ huynh đó gửi con em của mình đến với lớp học của thầy giỏi thì mọi người sẽ nhận được những gì và con em của mình sẽ học cái gì. Và trong tương lai thì con em của mình sẽ làm được cái gì về điều đó, mọi người phải xác định cho kỹ. Nó sẽ không phải đơn thuần là chúng ta sẽ học tiếng Anh theo cách là phong trào, học để con mình biết, học để con mình dễ know. Đó là nếu như con em của mình có đam mê, con em của mình có một cái niềm đam mê về tiếng Anh và họ muốn làm cái gì đó với tiếng Anh. Ví dụ như họ đi du học, họ muốn dùng tiếng Anh để cho công việc, hoặc là họ muốn dùng tiếng Anh cho cái sự phát triển, cái tương lai của họ theo hướng nó liên quan đến tiếng Anh, thì các bạn hãy apply đến với lớp của thầy giỏi. Nhưng nếu trong trường hợp tất cả các phụ huynh đặt con em mình, ép buộc con em mình học tiếng Anh với lớp thầy giỏi và con em mình không muốn học, thì đó là một cái cản trở rất là lớn khi mà thầy cố gắng thầy giảng dạy tất cả những bài học của thầy. Các bạn sẽ không có tiếp nhận nó, thì nó rất là khó đối với cho các bạn không có niềm đam mê đó. Thì giống như thầy nói thì thầy sẽ hoàn trả học phí 100% nếu như thầy không giảng dạy một cách nhiệt huyết, có nghĩa là không đảm bảo được chất lượng á. Cho nên đó sẽ là một cái khó khăn cho thầy và cả cho các bạn không có đam mê đó. Thứ nhất là tốn tiền của phụ huynh, tốn thời gian của các bạn, và các bạn cũng không chịu tiếp thu. Thì trước khi các bạn và các bậc phụ huynh gửi con em đến lớp học của thầy giỏi, các bạn hãy cân nhắc thật kỹ các bạn làm gì với tiếng Anh, các bạn muốn học cái gì ở tiếng Anh, các bạn muốn giỏi tiếng Anh ở điểm nào, các bạn muốn thi IELTS mấy chấm và mục tiêu của các bạn học tiếng Anh là gì quan trọng nhất, thì các bạn hãy đăng ký lớp thầy giỏi. Còn nếu như anyway các bạn không có niềm đam mê thì thầy sẵn sàng thầy trả học phí, và thầy không có nhận những học viên không có niềm đam mê và những học viên không có sự cố gắng. Đó là thầy nói trước. Thì trước tiên thì các bạn nên, trước khi các bạn mà muốn apply vào lớp của thầy giỏi thì các bạn cần nhớ kỹ một số vấn đề như sau. Ví dụ như nếu như phụ huynh ép buộc con em mình học tiếng Anh theo phong trào hoặc theo sở thích của mình mà con em mình không có niềm đam mê, hoặc là con em mình không có khả năng học, hoặc là con em mình không có một cái sự cố gắng nhất định, thì thầy sẽ hoàn trả phí và thầy sẽ không nhận những học viên như vậy. Bởi vì nói thẳng ra thì thầy mở những cái lớp dạy IELTS, những cái lớp dạy giao tiếp là vì đam mê, và thầy mở nó là từ bản thân thầy mở, thầy không làm cho ai cả, cho nên thầy sẽ làm theo cái sự điều phối của thầy, có nghĩa là thầy sẽ chỉ nhận tất cả những học viên họ có niềm đam mê. Ví dụ như là họ có mục tiêu á, ý là những bạn học ở thầy á thì những bạn sẽ có những cái mục tiêu nhất định. Ví dụ như là các bạn du học, các bạn muốn du học, các bạn muốn có IELTS, các bạn muốn có một công việc tốt hơn liên quan đến tiếng Anh, hoặc là tất cả các bạn đi làm và phải học tiếng Anh để giao tiếp trong công việc, thì đó là tất cả các bạn đó đều có mục tiêu của họ. Còn đối với các bạn mà không có mục tiêu thì anyway thầy có thể thẳng thừng thầy trả học phí lại và thầy sẽ không nhận những lớp đó. Bởi vì đơn giản một cái là mình dạy vì đam mê, nó không phải là gì. Nếu mà nói không dạy vì kiếm tiền thì nó hơi sai đúng không? Chính xác, mình đem khả năng của mình thì mình dạy chắc chắn mình phải đi kiếm tiền rồi. Nhưng nếu như các bạn có đam mê, các bạn có mục tiêu rõ ràng thì thầy sẵn sàng hết mình với các bạn. Còn đối với những bạn mà không có đam mê, các bạn không cố gắng trong tiếng Anh thì thầy sẵn sàng trả lại với 100%. Và đó là những điều lưu ý các bậc phụ huynh cần lưu ý khi mà gửi con em đến học với lớp của thầy giỏi. Có nghĩa là đối với thầy, chất lượng nó vẫn đặt lên hàng đầu. Rồi, anyway, the second time that cái điều thứ hai nữa là mong muốn là các bậc phụ huynh sẽ suy nghĩ kỹ trước khi gửi con em mình vào họ. Thì cái chàng đường học tiếng Anh đó ít nhất là phải 6 tháng, 1 năm, 5 rưỡi đến 2 năm. Master là khoảng 5 năm. Cho nên các bậc phụ huynh hãy cân nhắc kỹ trước khi gửi con em